À, xin kính chào các anh chị và các bạn. Thì trên tay mình đó là một cái sản phẩm bát sắt. Cái sản phẩm này thì dùng để kết nối các cái chi tiết đầu gỗ lại với nhau, đặc biệt là các chi tiết mà khe vuông, góc vuông. Thì sản phẩm này có cái độ dày thép khá là dày để đảm bảo quá trình là chúng ta lắp đặt trên các cái chi tiết đầu gỗ chúng ta cho khả năng là chịu tải tốt nhất, cũng như là cho khả năng là cố định, khả năng là kết nối một cách chắc chắn và cứng cáp. Thì sản phẩm này có kích thước là bề ngang là 37-38mm. Cái cạnh này có kích thước là khoảng 40mm. Cạnh này có kích thước là 47mm. Độ dày thép được sử dụng trên cái sản phẩm này là 2.73mm, tương đương với cũng có thể là 3mm, thì đảm bảo là cái chất lượng sản phẩm mà khi lắp ráp trên các cái đồ gỗ là rất là chắc chắn và cứng cáp. Thì ngoài cái sản phẩm này thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware để được tư vấn các cái dòng sản phẩm khác, sản phẩm bản lề lá, bản lề piano, các loại bát sắt, bát giọt nước và các phụ kiện ngành gỗ khác, tay nắm, chân tủ, chân bàn ghế và rất rất là nhiều cái dòng sản phẩm khác nữa.